Nghỉ lễ cùng bụi du ký đi tô tượng nha. Quá trời tượng đằng sau nhưng mình chỉ chọn một con stick thôi. Thực ra là nó cũng dễ cho đến khi nó đội thêm con lân trên đầu. Mình thì không trả giá cho cái sai lầm này mà mình trả thời gian. Mất 2 tiếng rưỡi lận, cứ tô đi tô lại một lớp màu đến khi mịn mới thôi đấy mà. Con gì đâu mà răng thì màu da mà da thì màu xanh. May mắn là quá lần này bút không bị tòe lông nên tô hình cũng gọi là tạm ổn. Là một người có lòng tham thì 10 lọ màu của cô chủ quán vẫn chưa thỏa mãn mình nên mình quyết định pha thêm màu bằng nắp cốc cà phê. Và màu mọi người đang thấy đây là màu mắm tôm. À còn đây là chồng tôi, anh ấy đang vẽ một con gấu ngồi trên một cái tên lửa. Rất là tỉ mỉ. Mà ngồi đến trưa thì cũng xong rồi đấy. Thôi thì nhường chỗ cho các em nhỏ. Vẽ xong quay sang thấy có mỗi hai vợ chồng tôi là lớn tuổi nhất mọi người ạ. Khéo phải sản xuất thêm thành viên để dẫn đi cho đỡ ngại. Vậy là hết lễ rồi, mai lại đi check in cà phê tiếp nhỉ.